Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà mặt tiền đường thông, phù hợp để làm văn phòng công ty để ở. Căn nhà với diện tích rất là dài, ngang 4m2, dài tới 21m, thiết kế một trệt 3 lầu theo mẫu tân cổ điển. Tại trục đường Tân Chánh Hiệp 10, nay gọi là đường Trần Thị Năm, thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha. Đây thì rất gần với bệnh viện quận 12. Căn nhà vô cùng là rộng rãi, thoáng mát, dài tới 21m. Và thiết kế mẫu tân cổ điển vô cùng đẹp nha. Sử dụng lan can, sử dụng hợp kim nhôm. Và đường rộng tới 8m. Con đường hẻm một xẹt của trục đường Tân Chánh Hiệp 10, đường hẻm thông, hẻm một xẹt nha. Con đường rất rộng rãi, rất là thông thoáng luôn. Có đèn đường, đường thông nha quý vị. Và chúng ta cùng em di chuyển vào phía bên trong. Mặt tiền chính này sẽ có lớp cửa cuốn bên ngoài, bên trong có cửa nhôm xin pha. Trong đây sẽ là được giật thấp xuống để làm cái gara đậu ô tô và đậu xe máy nha. Khoảng này dài được tầm 6m. Anh chị tàu thoải mái, xe hơi xe máy ở đây, bán tải cũng đậu thoải mái nha. Ốp sàn gạch 80 và có đầu bê tông bên dưới. Trên thì có đèn chùm trần thạch cao. Nếu mà tính trừ sân thì chỉ có sân 2,5m thôi. Diện tích xây dựng khá là dài, xây dựng tới 17-18m. Trần thạch cao đèn chùm và được làm chỉ Hàn Quốc cũng như dán dán tường. Ốp gạch 80 toàn bộ. Căn nhà rất là dài, dài tới 21m nha quý vị. Hướng nhà là hướng chính Tây. Anh chị cô chú nào quan tâm hãy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng. Căn này thì đang được giao giá bán với giá là 7 tỷ đồng, vẫn còn thương lượng. Căn nhà vô cùng đẹp, trên có đèn chùm thạch cao và được làm tủ rượu đầy đủ hết nha. Trên 3 lầu, phòng khách này, trong này có tủ rượu. Cầu thang thì được ốp đá hoa cương sa mạc. Trụ và tay vịn là gỗ đỏ và lan can dùng loại sắt CNC nha. Ở đây thì bộ tủ bếp gỗ sồi rất là rộng và có ngăn để tủ lạnh riêng. Trên thì tích hợp giữa đèn và quạt trần. Gạch cũng ốp cao lên nửa tường rồi. Phía sau thì chúng ta có cái ngăn để làm thịt gà, thịt vịt và rửa chén cũng được. Ta có thể để đồ đạc ở phía sau này được nha. Có toilet dưới đây luôn. Và dính trời ra lên phía trên. Căn nhà mình thì có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau đầy đủ hết nha anh chị. Và đang được giao bán với giá là 7 tỷ đồng, vẫn còn thương lượng nha. Căn nhà hẻm 8m, hẻm thông, tại trục đường Tân Chánh Hiệp 10, thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Căn nhà rất dài luôn, rất dài và rộng rãi. Cùng em di chuyển lên bên trên nha. Thang đúc rộng 90, làm rất là rộng, rất là thông thoáng luôn nha anh chị. Và chúng ta cùng em di chuyển lên trên. Được ốp sàn gạch da gỗ, cửa gỗ tự nhiên. Phòng thì cực kỳ rộng, thông thoáng, có tủ, tặng lại tủ hết rồi. Phòng khá là rộng nha anh chị. Có rèm cửa đầy đủ hết luôn. Căn nhà dài tới 21m, cửa nhôm xin pha, có ban công ở khu vực lầu 1, ban công đúc rộng tầm 3m, anh chị có thể trồng cây xanh, cây bàn, ghế đá ngồi đây vui chơi, sử dụng lan can, sử dụng hộp kim nhôm. Giá bán 7 tỷ nha quý vị. Toilet nhà này, toilet trước rất rộng, có thể để được bồn tắm nằm trong đây được. Có bồn cầu khối và vách tắm kính, cái cũng cao lên đụng trần nha. Phía sau của căn nhà sẽ là phòng số 2, có dịch cửa sổ ra phía sau luôn. Phòng này khá là rộng nha mọi người. Chị nào quan tâm hãy alo ngay để được đi xem. Toilet bồn cầu khô hết luôn, có gương led và gạch cũng cao lên hết trần nha. Nhà rất đẹp, rất sang luôn, chỉ chờ quý anh chị đến mua thôi.
Giá bán có 7 tỷ thôi nha. Hướng nhà là hướng chính Tây và ngân hàng hỗ trợ phải được tầm 5 tỷ rồi. Là chỉ chưa tới 2 tỷ tiền mặt là chúng ta sở hữu được căn nhà này rồi. Di chuyển lên trên sẽ là khu vực lầu 2. Khu vực phòng ngủ số 3, số 4 nha mọi người. Trên này cũng được làm giống y như bên dưới luôn. Giống y đúc. Trên này có cái ban công vòm tròn dụng sắt hợp kim nhôm. Phần lan can dụng hợp kim nhôm hết luôn, cửa nhôm sinh pha. Anh chị nào đang có nhu cầu mua hãy alo ngay về tới bên em. Phòng số 4 này khá rộng và thông thoáng, có toilet riêng, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Và di chuyển lên trên chúng ta có phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Đây là phòng thờ, sân thượng trước, thoải mái cho là trồng cây ở ngoài này. Phía bên này sẽ là khoảng sân thượng sau giặt phơi đồ nha. Chủ nhà đã để sẵn khung sắt để làm mái, lợp mái tôn cho nhà mình rồi. Đấy, vài hôm sẽ lợp mái thôi. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.